Đây là 1 2. Hai tổ. Đây quẹt tổ là 3 tổ rồi. Ba tổ. 4 tổ. 5 tổ. 6 tổ. 7 tổ. 8 tổ, 9 tổ. 9 tổ. 10 tổ. 11 tổ, 12 tổ này ha. Đó 12 tổ này. Rồi. Đó. Ở đây không phải. Đó, đây. Đây là 13 tổ. 13 tổ. Mười bốn. Mười bốn tổ. Mười lăm tổ. Mười sáu. Mười bảy. Mười bảy tổ. Mười coi. Đây này. Đó không? 18 tổ nó quẹt nè. À. 18 tổ. Rồi. 19. 19 tổ. 20. 21. 22 này. 23. 23 tổ đi. 24 tổ. Đây tổ này. 25 tổ. 26 tổ. Sân trên đó, sân đây được 26 tổ. Ha. Mình mở lúc ngày tháng gần 2 tháng chưa? Chưa nữa. Mấy tháng rồi? 3 tháng hả? Gần 3 tháng. Gần 3 tháng hả? Ừ. Ở sàn đây được 25 tổ đó. Đủ. Ở đây thì không làm nữa. Một tổ. Anh nhớ sân trên 25 nha. Đó. Sân trên 25. Ừ. À, đây mới là số 1 nè, một tổ sân dưới. Một tổ này. À, hai tổ. Hai có đâu? Được không? Đủ. Chưa anh phải chưa có tổ ta. À, đây đây. Quẹt này. Hai tổ. Trong này có không? Ồ, trong đây có luôn anh ơi. Anh này. Thấy không? Tổ. Ừ, rồi, hai tổ luôn nè. Là 4 tổ rồi đó. 4 tổ. 5 tổ này. 6 tổ. 7 tổ. 7 tổ. 8 tổ, 9 tổ. Ồ. Tổ này trắng bắp anh đây, coi này tổ này nè. Wow. Trắng lên. Đã. Chín tổ. 11. 12 này, quẹt 2. 13. 14. 15.
16 này, 17 này. Đó, 16 7. Cái này ấy gì ta? Rồi. Quạt rồi không? Quạt. Đây 18. 18 tổ. Đây 19. 20. 21. 22 tổ. 23. 24. 25. Này 26 tổ này. 6. 27. 27 tổ. 28. 29. 30. 31. Cái đây là cái đây giống phần dơi của anh ta. Nguy hiểm quá. Dơi à? Phần dơi là chết luôn rồi chú. Cần canh đó, phần dơi là chết luôn. 9-30 này. 9-30, 2 tổ. Phần dơi đen hả? Phần dơi đen thui à. Mà giống như một yến mà cũng khó nhận ra đó. 31-32. 31-32. 2 đậu rồi nhưng mà nó chưa làm, mất cái bẹp bẹp sơ. 32 với 25 là nhiêu? Là 15. Con nhớ là như ngày 11 cái gì phải không? 11 tháng mấy phải không? Bữa tôi mở máy là bữa 19 hay 19 gì đó. Mở máy chứ nhớ. Ờ. Thế hả? Ừ.